Cuối cùng cũng đột phá ra khỏi cái khu vực hắc ám đó rồi. Sẽ xuất hiện nơi như thế nào đây? Hai hy vọng sẽ có một vị trí dễ dàng đáp cánh. À, đây không phải. Hòn đảo này giống hệt như thành phố trên không, trong giấc mơ mà. Tại sao chứ? Rõ ràng mình đã tránh được rồi, tại sao vẫn chui đầu vào cơ chứ? Đừng nói với mình là cao mổ mổ, bọn họ nhìn thấy thực ra chính là ảo tưởng. Con đảo thần bí chính thức lại đang ở trước mặt, đợi mình chui vào đứa. Chui đầu vào lưới chứ. Như vậy cũng quá đê tiện rồi đi. Chẳng lẽ mình đã được đính trước là sẽ mất trí nhớ rồi sao? Ôi đẹp quá. Trước giờ chưa từng thấy qua cái cảnh sát như thế này bao giờ. Tư Hàng hay là tìm một chỗ dừng lại trước đã. À để tôi thử. Ôi trời. Nhất tự tính vì kiếm phiên bản 04 của Bạch Tiền Bối. Hả? Đây là đang xong tới chỗ mình ư? Đến không đúng lúc mà. Hơn nữa phi kiếm cũng đang bay tới, đâu đâu và tiểu hòa thượng đâu, sao lại không có trên phi kiếm chứ? Quỷ chém đôi vì... Không thể nào! Vốn định đợi đầu đầu và tiểu hòa thượng bay tới gần máy bay của Thư Hàng mới khống chế phi kiếm. Sau đó phi kiếm từ từ bay theo máy bay về phía đảo du lịch, thành phố Đông Hải. Nhưng lúc này đột nhiên đụng phải một cái bình phong vô hình, đầu đầu và tiểu hòa thượng trong chớp mắt đều hôn mê. Còn phi kiếm thì lại đâm xuyên vào bình phong biến mất. Là pháp thuật dịch chuyển không gian ư? Máy bay mà Thư Hàng ngồi cũng vào bên trong rồi sao? Bên trong bức bình phong này là đảo thần bí. Đảo thần bí mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng đảo thần bí này giống như đang chơi trốn tìm với mình vậy. Làm thế nào cũng không tìm thấy. Hả? Ủa? Mình vẫn còn sống ư? Hôm nay lại kiên cường sống sót à? Vậy thì bây giờ mình đang ở đâu? Giống như rơi xuống nước vậy. Không phải xui xẻo rơi xuống cái hồ mặt trăng lưỡi liềm đó chứ. Bên trong cái hồ có một con quái vật đó. Nhưng mà sao nước trong hồ này lại ấm áp quá vậy? Cảm giác thật là thoải mái. Hồ Bát Nguyệt là núi nước đóng sao? Hả? Tiếng gì vậy? Một nhóm người đang hát à? Ôi trời! Hồ Bán Nguyệt, cái khỉ gì vậy? Suối nước đóng cái khỉ gì? Trời ơi, nấu lẩu người sống. Đây là thần bí, mở ra hả? Ai đang đùa ác ý với mình vậy? Hơn nữa trời ơi, cái bầy thành tinh này đang muốn ăn mình sao? Hơn nữa rõ ràng tình tình lại dùng nồi nấu đồ lòi người như vậy chứ. Cái nồi này ở đâu ra? Ôi, ai, được rồi, không phải là lúc nghĩ tới chuyện này nữa. Ôi, cũng may bọn họ không sao cả. Nếu như người đầu tiên bị ném vào cái nồi lẩu không phải là mình, mà là một trong ba người họ thì bây giờ đã bị nấu chín rồi. Ngoài ra, những hành khách khác đều đâu hết rồi? Lạc với bọn mình rồi ư? Ừ. Chà, mặt cũng ngầu quá đó. Hử, cơ sở quyền pháp, ngủ. Đây e rằng không phải là tên tên bình thường, sức mạnh cơ thể không yếu hơn tu sĩ cấp tam khứu tỷ khứu rồi. Hơn nữa đòn đánh lúc nãy dùng lực khí huyết tầm khứu như vậy cũng không gây ra vết thương cho nó. Có thể thấy công lực đánh nhau của chúng. Chuyện đau đầu nhất là hai mươi mấy con tình tình cương tráng này đang bao vây mình. Lần này trực tiếp dùng cơ sở quyền pháp nhất đánh bay nó luôn. Cơ sở quyền pháp ngủ. Cái tư thế này là cơ sở quyền pháp ngủ ư? Đây đúng là đại tình tình mà. Năng lực học tập cực mạnh, hoàn toàn là một học bá cấp biệt. Vậy thì tôi không nỡ tình nữa. Quân tử vạn lý hành. Ố, giang luôn. À, con biết lăn trên đất để dập lửa nữa. Đây đúng là đại tinh tinh chứ không phải là đồ lười ươi đó nhỉ. Cái gì? Lại học được chiêu. Đây là quân tử vạn lý hành. Năng lực mô phỏng thật giỏi quá đi. Một cước. Năng lực học hỏi của đám tình tình này quá nhiên không thể tin được mà. Hay là bắt một con đem về cho Bạch Tiền Bối chơi vậy? Nhưng mà phải tay không tất sắc. Đến mười mấy con tình tình này, mười mấy con tình tình đó, cảm giác đầu đầu quá. Xem ta đây. Wow. Thời đại vẫy gọi tiết dự bị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ta là hả à bắt chước luôn hả, sao có thể chứ, chỉ nhìn một lần đã học thuộc quyền thế công pháp của mình rồi ư? Được lắm, cái đồ kiêu ngạo, lúc nãy mình chỉ làm bước nóng cơ bản nhất thôi. Tiếp chiêu, thời đại vẫy gọi, bước thức thứ hai, 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái gì, không chỉ học được mà còn dùng tốc độ gấp 3 lần ư? Đáng ghét, nếu đã ngươi đã xem thường ta thì ta sẽ cho các người thấy thực lực thực sự của ta. 1 2 3 4 5 6. Hả, đây là đang thi múa ư? Nhanh quá, kỳ lạ, lại ngầu nữa. Mười mấy phút sau, à, sư phụ, con đã cố hết sức rồi, đối thủ quá mạnh, làm sao bây giờ, chỉ có thể liều mạng thôi. Con biết dùng lực nữa, nhưng mà đến đúng lúc lắm, trưởng tâm lôi. Hỏa diệm đâu? À, hay coi như giải quyết xong rồi. Tiêu tán. Hả? Chuyện gì vậy? Đôi tinh tinh bị chém sẽ biến mất như vậy ư? Bọn chúng rõ ràng khiến người ta cảm giác chân thực không gì sánh bằng. Vừa rồi hư ảo không gì bằng, lại vừa chân thực không gì bằng. Chân thực khoáng tượng. Chẳng lẽ đảo thần bí này là do chân thực khoáng tượng thiên địa cấu thành? Không đúng, đảo thần bí không đơn giản như vậy, chỉ là hoang tượng chân thực. Cố Hồ Quang Trần Vân và Bắc Hạch Tiền Bối trong nhóm có nói là đã từng đem những báu vật, những thứ đó đều là đồ vật thực sự tồn tại. Nói tóm lại, bất luận có phải là hoang tượng chân thực hay không, người bị giết đều sẽ chết, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác được. Dĩ vũ thuật, trị vũ thuật. Cũng may vết thương trên người bọn họ không nguy hiểm tới tính mạng. Trị vũ thuật của Cố Đồng Giới có thể trị khỏi được. Hả, Tư Hàng đây là đâu? À, trên một hòn đảo nổi trong không trung, cái mà chúng ta nhìn thấy lúc trời máy bay đó. Đảo trời nổi trên không trung sao? Mình đang nằm mơ hả? Thế những người khác đâu? Chúng ta đi tìm chỗ cao trước, nhìn xuống có thể tìm thấy những người khác không? Gia Cát Việt và Dô Xê có lẽ cũng ở cùng chỗ với bọn họ. Đảo thần bí nguy hiểm bốn bề, nếu như gặp phải đại tình tình lúc nãy, người bình thường không thể nào ứng phó được. Hy vọng họ thực sự bình an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Mọi người cùng nhau hành động, giữ chân bọn tinh tinh này, không thể để một anh hùng bị thương được. Được. Áo, bắt chước theo. Chuyện gì vậy, thi đấu tuyên truyền thể thao sao? À, các cậu ở yên đây đừng có động đậy, để tôi lên phía trước xem thử. Chân ngã minh tưởng kinh, cứ điều động lực tinh thần đến trạng thái mạnh nhất trước đã. Đây đã, trạng thái chân ngã của mình sao lại biến thành như thế này rồi? Tuy vẫn là nguyên nhân tu luyện quân tử vạn lý hành tạo hình rất vừa ý, nhưng từ cái phần ngực trở xuống, các bộ phận khác là mắt muốn mù luôn. Đây chắc chắn là kết quả của việc tu luyện bất động kim cương thân. Đời mình có triều nhất nhật ngự diệu long môn, hóa hư vi trần, rồi nhất định phải tìm một kiếm pháp đạo gia và nho môn công pháp để tu luyện mới được. Tuyệt đối phải kéo lại hình tượng chân ngã của mình. Hay da, hay da. Xin lỗi, tôi sai, tôi mắc sai lầm rồi. Tôi xin một lần cơ hội. Hả? Thanh phong gia tốc, tinh thần uy áp. Điệt lắm, nhân cơ hội này sử dụng hóa diễm đao một nội lục một, giải quyết một phát luôn. Bỏ chạy hết rồi. Hả? Sao lại dưới khúc bỏ chạy hết? Lẽ nào kỹ xảo tinh thần uy áp của mình lại có đột phá? Ôi, người đến cứu con đó sao? Hả? Dạ Cát Nguyệt không có ở đây ư? Sư phụ à, bạn của anh hình như bị phân tán với chúng tôi rồi. Tôi còn tưởng anh ta ở cùng anh đó. Mọi người đều thấy rồi đó, nơi này không hề an toàn. Ngoài cái đại tình có thể cùng tồn tại nhiều hung thú khác nữa. Vì vậy, tôi đã xem xét qua, phía sau cánh rừng này có một tòa cổ thành. Bên trong không chừng có cự nhân sinh sống, có thể nghe ngóng tin tức tìm được thức ăn. Nếu tin tưởng tôi thì hãy đi theo tôi. Cổ thành có nơi như thế này ư? Sao có thể, đây không phải phim ảnh. Nhưng mà cậu ấy không giống như đang nói dối. Tại cái đảo thần bí khắp nơi đầy nguy hiểm, năng lực của một mình lộ rõ quá nhỏ bé.
Những người đồng ý đi theo mình trên đường, mình có thể chăm sóc họ được, nhưng người không đồng ý thì cũng không cưỡng cầu nữa. Bây giờ cố gắng cũng chỉ có thể làm được những gì có thể thôi. Thực lực là cảnh giới nhất phẩm ngũ khứu nhị khứu mở đã mở. Đối với bằng hữu có vẻ rất xem trọng, tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Còn tình nguyện chủ động giúp đỡ những hành khách khác. Có thuộc tính của người tốt ư? Ai đây? Nè, vết đen của đời ta. Chào mừng đến với đảo thiên giới. Bắt đầu hé lộ ra cái đảo thần bí đó rồi. Wow, cánh cổng này to quá, thật là đồ sộ. Hoa văn trên cửa hình như là một trận pháp đạo thuật. Quả nhiên, tòa cổ thành này do tu sĩ xây dựng. Ở đây có thể tìm được cách rời khỏi đảo thần bí. Tư Hằng, chúng ta làm sao để vào đây? Tôi cũng không biết. Tôi cũng giống như mọi người lần đầu tiên đến cổ thành này. Tôi đi một vòng xem trước. Mọi người ở đây nghỉ ngơi đi đã, đừng có đi lung tung. Sư phụ, đợi ta với, ta đi với người. Anh đúng là tinh lực dồi dào ha. May mà có công phu của sư phụ đã dạy, sức của ta rất tốt đó. Đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa phát hiện cái gì cả. Khoảng cách đến cổng thành tiếp theo trong giấc mơ vẫn còn một đoạn rất xa. Lúc này nếu có bạch tiền bối hoặc là đầu đầu ở đây, nhất phát ngự giới phi hành chớp mắt có thể đến cổng thành tiếp theo rồi. Thậm chí chỉ cần pháp thuật Hôi Miên có thể đưa mọi người bay qua tường tiến vào trong thành rồi. Hả? Chim. Sư phụ, đại điểu. Đừng sợ, có tôi đây. Ôi trời, đại điểu rất là to nha. Quân tử vạn lý thành. Đứt một cây mỏ. Muốn chạy. Hỏa diễm đau. Quá sư phụ ngầu quá đi. Quá đau khí ngoại phóng. Đây là loại năng lực nội công kiếm khí ngoại phóng ư? Hiệu quả đúng là giống hệt trong phim. Tương lai sẽ có ngày mình tu luyện giống như sư phụ rồi chứ. Dừng xe, cẩn thận. Một chút, tôi quay về vị trí cổng thành trước đã. Được sư phụ, người cẩn thận đó. Lúc nãy hai con lão ưng bay về phía cổng thành. Bọn Cao Mổ Mổ vẫn đang nghỉ ngơi ở bên đó. Đáng ghét, nhất định phải đuổi theo kịp. Bỏ ta ra, Cao Mổ Mổ. Đáng ghét, vẫn tới chậm một bước rồi. Cũng may vẫn còn cơ hội cứu vớt. Nhảy lên thành luôn. Ôi trời ơi. Hả? Dựa vào hai chân dường như chạy lên bức tường thẳng đứng. Đây là bức tường cao hơn 40 mét. Đây là chuyện con người có thể làm được ư? Lẽ nào hắn thực sự là cao thủ võ lâm? Lên rồi. Làm một cái vòng thêm nữa. Chà. Đạp trên đầu con chim này. Tuyệt đối không thể để lão ưng chạy thoát. Nếu không tỷ lệ Cao Mổ Mổ sống sót trở về bằng một phần ngàn. Hỏa diệm đao một ngày có thể sử dụng 3 lần. Đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay. Vì vậy, hỏa diệm đao nhất định với thành công. Lại có thể tránh được, nhưng vẫn chưa xong đâu. Ta vẫn còn quyền cuối cùng tương đương với kiếm phù nhất. Kiếm tu sĩ tam phẩm. Kiếm. Hả? Cái gì? Phá tà phù sao lại như vậy? Ôi, đánh mất cơ hội cuối cùng rồi. Cứu Cao Mổ Mổ. Nếu hỏa diễm đao đầu tiên của mình không đánh thật, nếu mình bất cẩn như vậy, nếu thực lực của mình mạnh hơn một chút nữa thì sẽ không có kết cục như vậy rồi. Hả? Đột nhiên nhớ lại một chiêu này của Xích Tiêu đạo trưởng. Khi thủ đoạn thay đổi, mỗi động tác nhỏ đều rõ rệt như vậy. Hơn nữa chiêu này quan trọng nhất là phần thiên chí hỏa, là thể hiện ý chí của Tích Tiêu Tử đạo trưởng. Cũng chính là đạo ý của chiêu này. Mình toàn thân cảm nhận được đạo ý này. Hỏa diệm đào bản tình giảng. Chém trúng đích nó rồi. À, không hề bị thương. Không bị vỡ nát. Phần. Thành công rồi. Cậu tội với tôi sắp rơi xuống rồi nè. Phi thần đi trên đầu, đi trên tường, đập đầu lão ưng. Tay không phát hỏa diệm. Đây thực sự là Tống Tư Hàng ư? Mạnh mẽ như vậy.
có phải bị người ngoài hành tinh thay thế rồi chứ? Thành Phong gia tốc. Ta nói, khai qua trắng trợn như vậy thực sự có tốt không hả? Hóa diệm đâu, nhị phẩm đao pháp, cái tên khốn này mới có cảnh giới nhất phẩm. Ngươi nhìn nhầm rồi, đây không phải là hỏa diễm đao bình thường. Đao pháp này làm ta nghĩ đến một vị lão hữu rất lâu về trước. Hỏa diễm đao bình thường đã là khai qua rồi. Đây không phải là hỏa diễm đao bình thường, chẳng qua phải lại càng khai qua ư? Không nói nữa, cái đám ưng quái diễu cũng sắp giải quyết xong hết rồi. Ta chuẩn bị mở cổng thành đây. Đây đã, ba con chim ưng nãy chỉ là lọt thứ nhất của hôm nay thôi. Phía sau còn một lọt đang bay tới nữa. Trước đây chẳng phải cũng chỉ có vài con thối sao? Thối thứ sao? Hôm nay lại một hơi bay tới nhiều như vậy. Nếu chọc giận ta, ta làm thịt hết toàn bộ đó. Điện mà đây đều là những cực phẩm, thực nghiệm phẩm trần quý. Chết hai ba con có thể thấy sung sướng, nhưng giết toàn bộ thì đáng tiếc lắm. Chứ còn lại đuổi đi là được rồi. Được thôi, vậy thì đuổi đi đi. Tư Hằng, có một mố. Hóa diệm đao này tiêu hào lớn quá, mệt quá muốn nằm xuống đi. Cũng may có đem theo cái khí huyết đan, có thể bổ sung một chút. Anh bạn, đây là công phu ư? Ma pháp, chắc chắn là ma pháp. Thư Hàng à, có phải cậu nhặt được một lão già ở trong giới chỉ không hả? Sư phụ, sư phụ. Sư phụ ơi, lại tới một bầy đại ưng tới kìa. Hả? Để tôi. Quá anh hùng, đẹp trai quá. Giết ba con đại ưng đã tốn sức nhiều như vậy, nếu như mười mấy con cùng lên, dù có khí huyết đàn cũng không chống cự nổi. Vũ khí phòng ngự của cổ thành khởi động rồi sao? Ôi trời, lo thùng khổng lồ. Không, hàng này không phải là lo thùng, là pháp bảo có ngoại hình giống cái lo thùng thôi. Hả? Không, đây không phải là tiếng điện lưu âm hưởng vận hành từ lo thùng. Đây là âm thanh xúc năng của pháp bảo. Nghiệt xúc, cút đi. Hả? Wow. Hả? Lại có tác dụng cơ đấy. Đây là vỏ mồm trong truyền thuyết ư? Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Vãn bối Tống Tư Hàng cảm kích vô cùng. Tốt quá rồi, có hồi đáp. Nghiệt xúc, cút đi. What the hell? Lẽ nào nghiệt xúc từ miệng thành chủ phát ra không phải chỉ là đại ưng, mà là cứu mình cút đi ư? À tiền bối, nguyệt xuống cút đi. Trời má ơi, đây là ghi âm lại tự động. Tư Hàng mau nhìn kìa, trên đại môn kim loại xuất hiện nét chữ. À, ngươi có nhớ nhà không? Ngươi nhớ hơi ấm của mái nhà không? Muốn lập tức trở về cái ngôi nhà ngày nhớ đêm mong không? Những du tử phiêu bạc ở nơi xa xôi, hãy chọn đi, yes hay no. Cái quỷ gì vậy? À Tư Hàng à, hay là chúng ta chọn cái gì đây? Hả? Chúng tôi nghe anh đó. Chớp mắt, trong đầu mình rất nhiều suy nghĩ chạy qua. Đây có phải là cách mở cổng thành không? Hay đây là cách rời khỏi đảo? Nhưng mà ngữ khí của dòng chữ này có vẻ như đưa ta trở về nhà thật vậy. Hay là ấn dép thử xem. Nếu cửa mở vào cái cổ thành rồi, lỡ như đây là cách rời khỏi hòn đảo thì phải làm thế nào? Có khi nào cái dưới chân mở ra một cái thông đạo, chúng thuận theo cái thông đạo rồi rơi xuống dưới nước không? Dựa theo phán đoán tỉ mỉ của mình, tôi cũng không biết nữa. Hả? Tôi chịu hết nổi rồi, chỉ cần rơi khỏi đây thì đâu cũng được. Yes. Wow, tôi phát sáng rồi, giống như những hành khách biến mất kia. Mọi người, có phải tôi sắp chết rồi không? Không đâu, chắc là rơi khỏi hòn đảo này đó. Hoặc là thời khắc anh tỉnh lại, nói không chừng đã về đến nhà của mình rồi. Cho dù là chết thì ít nhất cũng an ủi tâm lý chú già đen một chút. Lòng ôm uốn giận chết đi sẽ biến thành oan hồn đó. Biến mất. Nếu như Z là lựa chọn biến mất, thì sẽ chọn nô chính là lựa chọn mở cổng. Sư phụ, có việc để này đệ tử muốn nhờ. Sư phụ à, nếu chúng ta sống mà rời khỏi đây, đến tới lúc đó có thể đồng ý cho bọn con dọn đến ở gần nhà người được không hả? Được. Ít nhất cũng an ủi cho dù sẽ an tâm, có thể thơm hàng xóm cũng không phải là chuyện không tốt gì cả. Nếu như quan lạp hóa cũng không sao cả, có thể tìm thấy con gái bị chia cách cũng nên. Cho nên không bị quan lạp hóa, có thể đi theo sư phụ. Đợi rơi khỏi hòn đảo rồi có thể mua một căn nhà gần nhà sư phụ. Một lúc sau. Hả?
sao vẫn chưa có hiệu quả gì? Một chút phản ứng cũng không có, hư rồi sao? Ta ứng. Ứng cái đầu nhà ngươi, đi đầu thai hả? Không thấy đại môn nạn như vậy, mở ra cũng cần tốn bao nhiêu sức lực chứ? Ổn trách, đại bột ổn trách ư? Cửa đã mở rồi. Sao cái hòn đảo này thiết kế giống như một cái máy chơi game vậy trời? Hoan nghênh. Anh hùng đường xa đến đây hoan nghênh các vị đã đến chỗ chúng tôi làm khách. Anh hùng đường xa đến đây hoan nghênh đã đến chỗ chúng tôi làm khách. Anh hùng từ xa đến đây hoan nghênh đã đến chỗ chúng tôi làm khách. Anh hùng từ xa đến đây hoan nghênh các vị đã đến chỗ chúng tôi làm khách. Ha. Lúc ông già bắt tay với từng người như thế, nụ cười, ngữ khí lại hoàn toàn thống nhất, giống như là cái lo thùng tường thành lặp lại nhiều lần lẽ nào. Chư vị cảm ơn anh hùng, mọi người đã giúp chúng tôi chống cự với cái tập kích của đại ưng. Lão già, đừng khách sáo, chúng tôi cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Có điều mấy cái con súc sinh này thì mấy vị hiếm thấy đó. Các vị anh hùng mà chi bằng cùng lão phu vào thành nghỉ ngơi chốc lát, dùng mấy cái con súc sinh này bồi bổ, giải tỏa mệt nhọc. Tất cả là do lão già làm chủ, cũng đúng lúc chúng tôi bụng đói cồn cào. Tôi giới thiệu một chút nha, cái bia này được gọi là Bán Nguyệt Thiền Bia. Rất lâu rồi về trước bị hiểu lầm thành tàn bia. Thì ra là như vậy, vậy lão già, để xem ông già trước mặt này có thể đối thoại với mình không. Ông đi đại tiện rồi chứ. Tiểu hữu quả nhiên cũng cho là như vậy à. Hả, nói chuyện kiểu quá gì vậy hả? Cạo nhận đối thoại, đây chính là thiền cơ trong truyền thuyết ư? Đại tiện chính là một loại chiêu thức thần kỳ nào đó sao? Lão già, mẹ em là cái con khỉ đột phải không? Mình đọc chữ không rõ, tốc độ lời nói nhanh lỡ như xảy ra vấn đề thì có thể giải thích là tự nhiên bị liếu lưỡi. Vốn định cho rằng lão già các ông có khí không. Nào các anh hùng, cậu xem cây liễu đó cao chưa kìa. Đừng xem thường nó lớn, nó có lịch sử hơn 100 năm đương đưa rồi đó. Nghe nói hái mầm non đó phối hợp với một số dược liệu là có thể tạo ra cái loại trà cương thân kiện thể đó. Vẫn là không bắt kịp. Cha ông là đại minh tinh. Anh hùng cũng cho rằng cây liễu này không tệ với công. Ông là con khỉ đột hả? Anh hùng nói có lý. Hai người đang nói cái chuyện gì vậy? Râu ông nọ cắm cầm bà kia sao? Sư phụ đối thoại càng ngày càng cao thâm, hoàn toàn nghe không hiểu cái gì nhưng cảm giác rất lợi hại. Ông già trước mắt quả nhiên có vấn đề, rõ ràng ông ấy vận hành theo một trình tự. Cho dù không phải là hoàn tượng chân thực thì cũng giống như người này trò chuyện vậy. Sẽ dựa theo những chữ quan trọng và thêm vào biểu cảm giao lưu đối tượng để lựa chọn đáp lời chính xác. Trực tiếp hỏi chuyện mà mình muốn biết đi, có lẽ sẽ dò ra được những chữ quan trọng. Lão già, trước đây hành khách ấn nút lựa chọn Z ở cổng thành đã được đưa về nhà rồi ư? Lựa chọn ở cổng thành, đó là cái gì? Vấn đề này không nằm trong quyền hạn trả lời của ông lão cổ trạc. Vậy lão già chúng ta phải làm sao để rời khỏi nơi này? Bên trong tòa tháp đó có một sàn giao dịch. Bất luận là ai có thể dùng đồ vật trên người của mình đổi lấy thứ mình muốn. Không lừa già dối trẻ chắc chắn lợi đợi giá trao đổi. Ở đâu có thể có cơ hội trao đổi được việc rời khỏi chứ? Chỉ cần hoàn thành một lần giao dịch bên trong tòa tháp, bất luận là giao dịch như thế nào thì khi hoàn thành đều có thể rời khỏi đây. Đơn giản như vậy sao? Nó đơn giản như vậy tại sao các tiền bối trong nhóm lại trải qua muôn vàn khó khăn trên đảo thần bí cuối cùng tự niêm phong ký ức chứ? Lẽ nào các tiền bối và mình đến nơi khác nhau ư? Hay là các phương thức tiền bối mở phụ bản cũng không đúng, cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm. Chứ vị anh hùng từ nghỉ ngơi, đợi lão phu đi xử lý thịt chim nhưng nhé, xin phép không làm phiền nữa. Vậy thì xin lão ông phiền lão già rồi. Hoan nghênh đến đảo thần bí Tống Thư Hàn. Hy vọng cậu chơi vui vẻ. Ông lão trước mặt không phải trí năng ư? Là trí năng ư? Hơi vui vẻ. Còn nữa, tại sao lại nói tên của mình phải ngắt ra từng chữ? Cái gì? Nếu ông ấy không phải là trí năng ai thì lúc nãy mình đối thoại mấy câu bị bại lộ rồi sao? Ông lão này còn ghi hận ư? Thư Hàn à, rốt cuộc lão già đã nói cái gì vậy? Không có gì, lão già chỉ chỉ điểm chúng ta ở trên đảo chơi vui vẻ thôi. Vậy biểu cảm như mất đi trình đích của cậu là sao chứ? Nói đi nói lại thì muốn rời khỏi đảo thực sự có thể thông qua giao dịch bên trong tòa tháp ở cái cố thành đó đạt được cơ hội rời đi ư? Là thật hay giả thì chúng ta qua đó sẽ biết thôi. Em nói xem những thứ giao dịch này trong cái tòa tháp có nhận ra không? Ai mà biết cơ chứ? Tại sao đảo thần bí này lại cho những người bình thường này vào đảo? Lẽ nào đảo thần bí này lựa chọn ra những người có lợi dụng dụng ý gì đặc biệt ư?
ta tới rồi đây. Hả? À, có quỷ. À, các anh hùng tôn kính, ba con súc sinh lông lá đó đã được xử lý xong xuôi, xin mời thưởng thức tận tình. Ông già này chắc chắn là cố ý mà, ở đây nhất định có gì đó xảo trá. Ôi thơm quá, thật sự thơm cơ. À, mọi người xin đừng có vội ăn. Yên tâm đi, món canh thịt này chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì đâu, coi như lão phu tẩm bổ cho mọi người. Lão già à, vẫn là không dám ăn đâu, chi bằng ông cũng ăn chút đi. Cho dù những người khác ăn không việc gì, có quỷ mới biết ông đã bỏ thứ gì vào trong đó. Thật đáng tiếc, lão phù không ăn mặn. Ăn chay thì ăn chay, làm gì phải nghiến răng như vậy chứ, chắc chắn có vấn đề. Các vị anh hùng nghỉ ngơi đủ rồi chứ, vậy thì mới mời các vị tiến vào tòa tháp của cổ thành, tiến hành giao dịch. Chúc các vị giao dịch được vật phẩm mà mình muốn. Nếu như trao đổi đồng giá, thì bán cái thân mình cũng không đổi được nữa là. Ý, cái kiểu hơi thở thần hào như thế này sao mà khiến người ta vui vẻ giao dịch được cơ chứ. Hơn nên đến với tinh không chi gia, chúng tôi tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trao đổi đồng giá, giúp các vị yên tâm mua an tam bán gì đây. Chúng tôi tuyệt đối không lừa giả dối, rẻ hơn thật giá thật. Nếu giả bao đội trả, đô giá 1/10. Theo nguyên tắc đồng giá, chúng tôi sẽ trưng bày những vật phẩm hai bên có thể giao dịch, chắc chắn đồng giá tuyệt đối công bằng. Một chiếc khăn tơ tầm khiếm khuyết, một viên đan dược mỹ dung thanh xuân. Bạn có muốn đổi mình lúc 50 tuổi thành cái đáng yêu thiếu nữ 20 không? Bạn có muốn đổi lúc 70 vẫn giữ được cái dung mạo xinh đẹp như 30 tuổi không? Không cần suy nghĩ, một viên thanh xuân mỹ dung kéo dài sự dung hóa dung mạo cơ thể người, bạn xứng đáng được đổi đó. Nè, các người chỉ muốn cái khăn tơ tầm của tôi thôi sao? Vậy các người cứ lấy đi. Tệt quá, bạn đã giao dịch thành công một vật phẩm tại tinh không chi giá. Xin hỏi bạn có lựa chọn lập tức rời cô đảo thiền giới hay là không? Hay là bạn lựa chọn rời đi sau 24 giờ? Thưa Antishin, tôi có nên lập tức rời đi hay không? Trên đảo này nguy hiểm trùng trùng. Nếu mọi người có thể rời đi thì nên sớm rời đi thì hơn. Vậy thưa Antishin, chúng ta gặp lại trong cuộc sống thực nhé. Tạm biệt. Gặp lại e rằng cô không còn nhớ nữa rồi. Từ kinh nghiệm của cửu châu nhất hậu, cửu tiền bối thì ký ức liên quan đến đảo thiên giới hiển nhiên sẽ không lưu lại. Hả? Sao tôi cũng phát sáng vậy? Không cần lo lắng, đây chỉ là phương pháp tiễn các bạn về nhà thôi, sẽ không làm tổn hại đến các bạn. Đợi khi bạn tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở trong ngôi nhà ấm áp rồi. Vậy thì chúng ta cũng mong đổi thôi, sớm rời khỏi nơi này. Ha ha ha, đổi giày lấy dây chuyền vàng, lời quá rồi. Thao tác này cũng hơi rối loạn đó. Wow, lông mũi đổi thành 6 mũi cơ. Cuối cùng mình cũng có giảm cân được rồi. Ôi trời, cái này cũng lợi hại quá rồi đó. Tại sao Cao Mộ Mộ là vó điện thoại đổi đá quý chứ? Tôi lại là điện thoại đổi vó điện thoại chứ. Thưa ạ, con vẫn chưa chọn xong ư? Không vội, các cậu về trước đi. Tôi tìm thấy Gia Cát Nguyệt sẽ quay về. Bên ngoài tòa tháp. Ai ô, Tống Tư Hàng tiểu hữu, sao cậu không đổi vật phẩm vậy? Sao lại già biết rồi mà vẫn cố ý hỏi vậy? Lúc nãy trong cung điện bảo thạch, mọi người đều có cửa sổ giao dịch được mở ra, nhưng trên người tôi căn bản lại không có cửa sổ giao dịch. Đây vốn dĩ không cố ý muốn tiễn tôi về nhà mà. Nếu tôi nói cậu không uống cái bát canh đó là vì vậy không có cách nào giao dịch với tinh không chi gia, cậu có tiền không? Bây giờ nói được rồi chứ, ông là ai? Tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Cậu thiếu niên à, ta chính là người 300 năm trước. Vũ, vị cửu đấu sư thái này nhìn lầm mình thành cái hành nương bị bãi vũ 300 năm trước rồi ư? Ôi không, bởi vì hàng nương ở trong cái túi của mình dính sát vào người mình, hay là do mình từng ăn hành nương có khí tức của hành nương ngấm vào cơ thể, vì vậy nhận nhầm mình là hành nương rồi ư? Nhất định phải giải thích cho rõ ràng, chuyện này có liên quan tới trình tiết của Tống Mổ đó. À sư tái, đợi đã, chắc chắn cô đã hiểu lầm gì rồi, tôi thật sự không phải hành nương. Tổng ty chủ, tôi chưa từng nói cậu là hành nương bao giờ. Hả? Nếu đã biết mình không phải là hành nương, vậy chuyện 300 năm trước vỗ mình là cái gì chứ? 4 ngày trước, tôi đang bế quan tu luyện, đột nhiên trong lòng có cảm giác, trong đầu tái hiện lại một đoạn ký ức 300 năm về trước. Đó thực sự là một đoạn ký ức thú vị. Càng thú vị hơn đó là trong ký ức năm đó là xuất hiện kỳ lạ, dư ra một thứ. Còn là việc ký ức năm đó của ta dư ra cái thứ gì? Có cần tôi nhắc nhở cậu không hả?
Tống thư hàng đạo hữu. À, tứ dư ra, chuyện tiếp nhận ký ức của hành đường tôi cũng là thân bất do kỷ, muốn dừng cũng không dừng lại được. Cái gì? Tôi cũng bị người ta hại mà. Người bị hại? Ừ, từ người bị hại này dùng rất hay. Tha thứ cho cậu đó, nếu mà cậu dùng từ này rất hay. À, từ người bị hại rốt cuộc có cái gì mà hay? Tại sao đụng vào điểm yếu của cửu đằng sư thái một cách kỳ lạ? Đi rồi, sự việc giải quyết xong rồi, cậu có thể quay về Tinh Không Chi Gia, giao dịch một lần nữa, sau đó có thể rời khỏi đảo thiên giới rồi đó. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi, tôi chính là một người rất hào sảng sòng phẳng, làm việc không bao giờ dây dưa. Nhưng mà tôi tạm thời vẫn chưa đi được, bạn tôi bị lạc ở trên đảo, tôi cũng muốn tìm cô ấy rời, ấy trước rồi mới rời khỏi đảo thiên giới. Không vấn đề gì, ta cũng có chút bản lĩnh ở trên đảo thiên giới này đó. Hả? Cử đằng cô nương, có phải là cô có việc gì cần tôi giúp đỡ không? Nếu có thì cô cứ nói thẳng đi. Sự nhiệt tình của cửu đằng cô nương có cái gì đó không đúng, cứ cảm giác là không có chuyện gì mà lại ra vẻ nịnh bợ, là do mình thiếu suy nghĩ quá rồi ư? À, cái gì tôi cũng không cần, chỉ là rảnh rỗi quá không có gì làm. Đạo hữu à, đi tham quan đảo cũng là một phần bổn phận đó. À, từ cô nương, từ này dùng cũng rất hay, ta rất thích. 10 phút sau tiếp cận rồi. Ừ, ta cũng ngửi thấy. À, Tống Tư Hạc. Hả? Đây là chuyện gì với cậu vậy? Ôi, đáng sợ quá. Sau khi máy bay bị mất, tôi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một cái rừng rậm, bên cạnh có hai vị khách nữa. Sau đó ba chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi cái khu rừng tìm kiếm một cái xác máy bay thì và những người hành khách khác. Nhưng trên đường gặp phải hai quái nhân biết ẩn thân. Hai quái nhân đó cứ tấn công chúng tôi một cách kỳ lạ. Tôi và hai người khách chạy lạc mất nhau. Nhưng chuyện kỳ lạ hơn nữa là phát sinh khi tôi bị một quái nhân ẩn đất truy đuổi, bị đuổi tới khu rừng lậm phía trước thì cảm thấy chân hơi lạnh. Sau đó tôi biến thành nhỏ như lòng bàn tay này rồi. Có lẽ là vì đột nhiên tôi bị biến nhỏ nên quái vật ẩn hình đó không tìm thấy tôi. Sau đó tôi chạy tới đây, tới giờ luôn cũng chỉ hồi phục được cái kích thước cỡ này rồi. Cậu đang cô nương, cô có biết chuyện gì không? Có lẽ là một linh thú hiếm thấy. Người bạn của cậu không cẩn thận tiếp xúc với nó mới bị thu nhỏ như vậy. Còn về hai cái quái nhân ẩn hình, có lẽ là tu sĩ tiến vào đảo thiên giới. Nguyên nhân tấn công bạn đồng hành của cậu thì tôi không biết. Linh thú hiếm thấy. Thư Hàng, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Gia Cát Nguyệt quả nhiên không nhìn thấy cửu đặc. Yên tâm đi, là một người bạn của tôi. Cô ấy vẫn luôn ẩn mình ở nơi tối để bảo vệ tôi. Cũng nhờ cô ấy giúp tôi mới tìm ra có thể tới đây tìm được cậu đó. Đi thôi, tôi đưa cậu đi tìm Gia Cát Trùng Dương và hai hành khách kia. Bố. Không ngờ ngươi còn có người giúp đỡ. Nhưng không ít gì đâu, cái loại tu sĩ vừa mới mở ra vài cái khẩu huyệt như thế này căn bản không phải là đối thủ của ta. À, là quái nhân ẩn hình đó. Ngươi lại đột nhiên biến nhỏ như vậy, hai ta sẽ chút nữa mất ngươi rồi. Có điều thể hình nhỏ nhắn xinh xắn của ngươi hiện tại nếm thử nhất định sẽ càng ngày càng vui vị hơn đó. Đại thúc à, tôi không có đồng tính đâu. Tiểu cô nương, tôi tưởng rằng lời nói dối dễ thương như vậy có thể lừa được ta sao? Không còn thời gian nữa rồi, trước khi sư đệ của ta tới, ta phải lấy máu của ngươi. Lần này nhất định ta sẽ một hơi mở ra cảnh giới nhất phẩm. Ý, đừng có qua đây, đừng qua đây, ta sẽ cán lưỡi tự sát đó. Chưởng tầm lôi. Hả? Cái lỗi tiểu tu sĩ chưa tới nhất phẩm như ngươi có thể dùng chưởng tầm lôi chứ? Hơn nữa, lúc nãy rõ ràng ngươi đã chịu của ta một đòn rồi ba. Cũng may là có linh hồn hộ thần, nếu không lúc nãy chẳng qua chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bảo binh. Tiểu tu sĩ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Từ Hàng, ông ta lại biến mất không thấy nữa rồi. Đúng là bí pháp ẩn thần của môn tinh diệu. Mắt không thấy, mũi không ngửi được, vậy chỉ có thể nghe thôi. Cho dù ẩn thân pháp môn, lúc di chuyển cũng sẽ tiếp xúc với trình cỏ, như vậy sẽ có cơ hội tóm được hơi thở của cửu đàn cô nương, hơi thở của Gia Cát Nguyệt, tiếng gió thổi cành lá, tiếng côn trùng bò. Tiếng rồi, bí pháp ẩn thân của đối phương không chỉ ẩn hận mà còn bổ sung thêm công năng mất mùi mất tiếng nữa, hoàn toàn không cách nào thăm dò. Lẽ nào không có cách nào tìm ra tình khốn ẩn thân đó? Linh hồn, đồng bộ thị giác.
Một chém. Hả? Sao ngươi có thể phát hiện ra ta? À, chỉ là may mắn thôi. Ngươi dám giết ta, ta nguyện rủa ngươi, ta lấy danh nghĩa đệ tử cửu u giới nguyện rủa ngươi đổ về thứ u ước ô uế của cửu u giới, nguyện rủa ngươi vĩnh viễn tri cửu u. Không hay rồi, hấp luôn. Ngay cái lời nguyền rủa cũng nuốt được, khấu vị linh hồn của mình càng ngày càng tốt rồi. Kết thúc rồi sao? Tạm thời kết thúc rồi. Lai lịch của ông chú kỳ quái đó có chút vấn đề. Cửu u giới xem ra hình như trạng thái quỷ vật như vậy. Những tên này không phải loài người ư? Cậu muốn biết về cửu u giới sao? Hả? Sao lại có cảm giác cô ấy dường như rất muốn giải thích cho mình biết cái gì gọi là cửu u giới? Muốn khiến mình và cửu u giới nói tới có liên quan luôn sao? À không không, tôi không có hứng thú. Hả? Không có hứng thú? Được thôi, vậy thì thôi vậy. Dù sao cũng không phải là nơi tốt đẹp gì cả. Có điều cậu có hứng thú tìm hiểu đảo thiên giới không? Đảo thiên giới? Chuyện này thì... Ây vô! Tên sư huynh vô dụng đó của ta bị giết rồi sao? Ồ, bên cạnh vị công tử ta mỹ này cất ẩn hiện chân khí lưu động. Vị tu sĩ này đã bước chân vào cảnh giới nhị phẩm chân sư. Không cần căng thẳng như vậy, ta và sư huynh vô dụng đó không giống nhau. Ta là người theo chủ nghĩa hòa bình. Phàm là chuyện có thể dùng ngôn ngữ giải quyết thì tuyệt đối không dùng đến bạo lực. Thế này đi, chỉ cần vị phía sau người phục vụ tốt cho ta thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, thế nào hả? Tại sao lại là tôi? Quân tử vạn lý hành. Quả nhiên, cho dù thay đổi cách phong cách nhân vật thì cũng không thể thay đổi thuộc tính biến thái tận trong xương tủy. Xương tủy của tù giới, tu sĩ, cửu u giới. Tiếc là toàn gặp những cái tên không biết tự lượng sức mình, giống như ngươi vậy. Nếu ngươi đã tìm đường chết thì đừng trách ta. Hả? Trên chân bỗng nhiên thấy lạnh, đụng phải thứ gì rồi chứ? Hả? Cái gì? Chắc là ảo thuật phải không? Ảo thuật nhỏ mọn này xem ta phá vỡ đây. Ảo thuật phá. Hả? Phá đi, không phá được rồi. Đây là nhất thốn chỉ xà. Quả nhiên trước đây gia các việc bỗng nhiên tu nhỏ cũng là do đụng trúng cái con nhất thốn chỉ xà này. Xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ là một người qua đường thôi. Xin hãy xem như không nhìn thấy tôi có được không hả? Trúng rồi. Cứu đàn cô nương, cứu mạng. Ây da, ngươi cứu ta cứu rồi đó à? Bố. Xong. Ồ, lột xác bỏ chạy. Hả? Gặp ngay thời kỳ nó lột da, lại bỏ chạy mất cơ chứ. Một là một bữa cơm tận mắt thấy anh ta một hơi uống hết. Cuối cùng anh ta mạo hiểm một lần không lớn không nhỏ, cứu anh ta một lần. Cùng nhau xem thầy huấn giảng đạo. Còn một cái cuối cùng nữa thôi. Cảm ơn cửu đàn cô nương. À đừng khách sáo, ngoài ra cái dáng vẻ lúc cầu cứu cứu rất tốt, ta rất tán thưởng. Hả? Cô nương, khía cạnh mà cô tán thưởng thật là kỳ lạ, khiến tôi thấy ngại quá đi. Ôi, da của nhất thốn chỉ xạ, đây đúng là vật liệu để chế tác túi không gian bán sơn trại đó. Muốn không? Muốn. Nhưng mà đây là đồ của ta, ta sẽ không tặng cho cậu đâu, tuyệt vọng không hả? Đúng rồi, cố đàn cô nương, hai vị khách đi cùng các việc bây giờ ra sao rồi? Mục tiêu của tu sĩ cửu u giới chỉ có cô bạn này của cậu thôi, không có ai đuổi theo hai vị khách kia cả. À, vị cô nương này từ đâu xuất hiện ra vậy vậy? Thư Hàng à, rốt cuộc chuyện này là sao? Không thể giải thích trong thời gian ngắn được đâu. Sau khi đưa cậu ra khỏi nơi này thì tôi sẽ giải thích cho rõ. Dù sao thì khi rời khỏi đảo thiền giới, ký ức sẽ bị loại bỏ hết. Bây giờ giải thích cũng lãng phí mà thôi. Vẫn nên tiễn cô ấy về trước đã rồi tính. Thư Hàng, cậu khôi phục nguyên trạng rồi tới tìm tôi nhé. Được rồi, gia các việc cũng an toàn rời đi rồi. Cậu đang cô nương, tôi nghĩ là tôi cũng chuẩn bị cáo từ đây. Hả? À, nếu tôi muốn rời đi có phải là phải tự phân ý thức, tự phân ký ức? Cậu rất hiểu đạo thiền giới ư? Không vội.
Tu sĩ nó muốn rời khỏi đạo thiên giới quả thực không giống với người bình thường. Tôi phải đưa cậu đến một nơi thần bí của đảo thiên giới bên trong tòa tháp đó. Vậy mong cậu đàn cô nương đưa tôi đến nơi hứa thề ngôn đó đi. Không vội. Có muốn đổi cái già rắn đó không? Hả? Đổi cái già, đổi ư, đổi cái gì? Trên người mình có thành phòng hoa trị, bảo đao bá tối, ngộ đạo thịt cùng với các phụ bảo đang dược, nhưng không có món nào bằng giá với cái già nhất khổ chỉ cả. Đồ trên người cậu đúng là không ít, nhưng không có thứ mà ta thích. Hả? Tôi không bán thần đó đâu. Vậy phải đổi cái gì? Ta muốn lại chỉ bắt mình cùng cô ta đọc sách cơ chứ. Lại là chiêu gì nữa đây? Những sách này đều là kinh Phật ư? Tuy muốn tìm cho cậu vài cuốn nhỏ già hoặc là đạo môn, nhưng tôi là đệ tử Phật môn, chỉ có những cuốn kinh Phật này thôi. Đọc nhiều kinh Phật như thế này, chân ngã chắc chắn sẽ không biến thành đầu trọc đâu chứ. À đúng rồi, cho ta mượn hành cô nương đi. 300 năm rồi không gặp cô ấy, cái chút nhớ cô ấy quá. À đừng làm hại cô ấy nhé, cô ấy dù gì cũng bị nhốt 300 năm rồi. Ồ, trôi hành đi đâu rồi? Sao chỉ còn lại cái mầm không vậy? À có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Đây chính là một bộ phận của vết đèn của cả đời ta. Chọc ác. Thành bên dưới mái hiền không thể không cúi đầu. À có điều ức hiếp tiểu hành nương, sẽ có một ngày thân công đại thành nối nhục ngày hôm nay nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Biển lớn à, khôi phục bình thường. Cái dáng vẻ tình khốn này đọc sách cũng thật là thú vị. Năm, ở nơi núi non tươi đẹp giữa biển, hoa nhảy múa một bài. Hả? Tôi chưa từng học múa hoa mà. Hơn nữa tại sao phải ở giữa biển hơi biển hoa, nơi núi non tươi đẹp chứ? Ta nói này, năm đó bản thân trước khi xuất gia trong đầu rốt cuộc nghĩ cái thứ gì, cái thứ quỷ gì vậy chứ? Nếu có thể quay lại cái thời gian, mình nhất định sẽ dằn vặt bản thân mình trước khi xuất gia, đem cái cuốn việc cứu đang muốn làm này sẽ nát. Đọc tới đây thì anh em hiểu được cái vấn đề gì chưa? Có thể là cái con này nó tu luyện một bộ công pháp gì đó. Ai, nó nhảy múa thì phải nhảy múa bài gì đây? Cái kiểu vũ đạo của hành nương ư? Hay là biểu diễn một bộ quyền pháp? Có rồi. Lại chuyện gì nữa? Tống Tư Hàn, muốn ngắm biển hoa không? Biển hoa? Cây mọc lên, ra hoa, thành một cái biển hoa. Đẹp quá đi. Đang làm cái gì đây? Múa. Đang múa cái chiêu gì đây? Đây là điệu nhảy con thỏ bản cương thi sao? Ở đây có ý, có thầm ý gì không? Mình có phải phối hợp với cô ấy một chút không? Ôi, hai người các người thích nhảy múa như vậy sao? Còn buộc tôi phải nhận xét nữa. Đây là hoa tiên tử bản động kinh ư? 10 phút sau. Cảm thấy không tồi đúng không? À rất hay. Bất luận như thế nào, nguyện vọng thứ năm xem như đã hoàn thành rồi. Cùng nhau đọc nhiều sách. Đã xong. Ở núi non tươi đẹp giữa biển hòa nhảy múa ra một bài đã xong. Làm xong một nhiệm vụ thì sẽ xuất hiện ra một cái nhiệm vụ tiếp theo. Điều thứ sáu này là hoàn thành một nguyện vọng không quá nhỏ của anh ta. Hả? Điều thứ sáu này, mình đâu phải là cây máy ướt, lúc đó sao lại viết ra cái này chứ? Tống Tư Hàn, cầm lấy đi. Đây là da mà nhất thốn chỉ xà lột ra. Vậy cái hộp này tặng kèm đó, có thể tiếp cận nhất thốn chỉ xà mà không bị thu nhỏ. Không phải bảo vật cao cấp gì đâu. Cảm ơn nhé. Cỡ đang như vậy, Cường Hào, tôi hy vọng thêm lần nữa. Đúng rồi Tư Hàn, cậu có nguyện vọng gì không? Nguyện vọng? Nguyện vọng về mặt gì? Về mặt vật chất hay về sự việc hay là những kiểu khác? À đều được hết, bất luận là mặt nào đều có thể nghe nói ra thử xem. À ví dụ như là hy vọng thế giới hòa bình. Hả? Đây đã cậu đang, cô đứng lúc nãy là tôi chỉ nói đùa thôi.
Tôi thấy không khí vui như vậy không tự chủ được mà nói đùa vậy thôi hả? Dạo này cứ buôn ra mấy cái câu tự tìm chết không à? Lần này trở về nhất định phải tìm quân lực tam lang tiền bối che chở một thời gian. Cái loại bệnh tự tìm đường chết này có thể lây nhiễm đó, hơn nữa sức lây nhiễm còn đáng sợ như vậy. Hai, thật ra nguyện vọng của tôi cũng nhiều giả mạo, ví dụ như những cái kiểu mục tiêu hy vọng bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, có được thực lực độc nhất toàn diện. Con đường tu hành mỗi bước chân một dấu chân, sức mạnh cơ thể, thực lực, cảnh giới, tu vi, tâm linh, mỗi thứ đã từng bước nâng cao một cách ổn định, tuyệt đối không được gấp rút quá, nếu không sẽ để lại tai họa ngầm. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà bởi vì cái chuyện này rất khó đạt được, vì vậy mới gọi là nguyện vọng. Còn cái về mặt vật chất thì tôi có một đạo hữu bị thương, nếu như có được long cốt khô đằng có thể gia tăng tốc độ hồi phục của cô ấy. Vì vậy long cốt khô đằng thứ này rất hiếm thấy đó, chủ yếu là mấy trăm năm gần đây rất ít người gặp được cái loại thần thú long này. Nếu như chỉ cần long cốt khô đằng trên người giao long thì trên đảo thiên giới có đó, vẫn mong cửu đằng còn đường chỉ điểm cho. Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp nhất tôn hộ đảo linh thú tiền bối, trong tay ông ấy có long cốt khô đằng. Tuy long cốt khô đằng không có tác dụng gì với ông ấy, nhưng muốn lấy cũng không dễ dàng gì. Ta đi thay y phục đã, cậu đi chỉnh trạng thái chuẩn bị ứng đối với khảo nghiệm của linh thú tiền bối nhé. Tùy tiện nói một câu chỉ điểm, từ này nói rất là hay, ta rất thích. Hả? Nửa tiếng sau, linh thú tiền bối cư trú nơi tiên cảnh chắc chắn rất yêu thích âm nhạc. Không biết khảo nghiệm sắp tới có khi nào về phương âm nhạc không nghe? Nhìn kỹ bước chân của tôi nhé, đi theo dấu chân của tôi, tuyệt đối đừng bước sai một bước. Cây ngô đồng Phượng Hoàng tới đầu, lẽ nào cần gặp ở đây là Phượng Hoàng ư? À, đợi một chút. Cái thứ trên cây đó là heo biết trèo cây. Người nhìn cái gì? Tiếng như chuông. Nhìn ngươi thì sao nào? Ngươi nhìn thấy lần nữa xem. Thử thử thì sao nào? Đừng có nhìn lão trừ như vậy chứ, xấu hổ chết đi được. Hả? Đừng nói đây là cây linh thú tiền bối hùng mạnh nhé. Cho dù là tiền bối không phải là Phượng Hoàng, nhưng cũng không phải là heo chứ. Cái cách biệt quá lớn chẳng phải sao? Cái bàn cầu đừng có nhiều lời. Mỗi lần tới đều phải diễn cái cảnh này với ngươi. Ngươi còn chưa chán hả? Tiền bối có ở đây không? Tôi còn tưởng cô tới tìm tôi để chơi chứ. Cũng mày cũng không phải là tiền bối, không phải là heo. Đây là, nếu không có bà cầu khởi động tín hiệu, ngươi tự ý xông vào tiền cảnh Sơn Cốc đều sẽ bị rơi vào biển chết vô tận này. Nhớ kỹ, lát nữa ở trên mặt biển khi chưa tới bờ tuyệt đối không được nói câu nào cả. Bất luận là ai hỏi chuyện với cậu cũng đừng nói câu nào, nếu không không ai có thể cứu được cậu cả. Chắc là chèo qua đó là được, xem ra cũng không quá khó. Nước biển này lại đặc dính như nhựa đường vậy, xem ra chèo thuyền đúng là việc mệt chết người mà. À, hay để chúng ta khua đôi mái chèo, con thuyền nhỏ rẻ. Mặt biển phản chiếu Tống Tư Hạc gương mặt ảm đạm. Trong cái biển kỳ lạ này không bẻ một viên khí huyết căn bản không chống cự nổi mà.